À, công nhận phải nói là kỳ tài, chúng là chú đúng là kỳ tài. Kỳ tài thật. Chào cả nhà thân yêu, chào cô bác, anh chị. Thì hôm nay mình đang có mặt ở ấp Tân Đông, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tìm đến đây không phải là vì những để mà thưởng thức một cái đặc sản ở Tiền Giang, đó là sầu riêng. Nhưng mình tìm đến đây là nhà của ông Hai Cục, hay ở đây người ta gọi là ông Hai Cục, với một cái biệt tài là ông chỉ vừa đàn vừa khải phím bằng một tay. Thì trên cái đoạn đường ấp Tân Đông này, khi hỏi nhà ông Hai Cục thì ai cũng biết về cái biệt tài sử dụng một tay vừa đờn vừa gãi phím của ông. Và đây là cái ngôi nhà của ông. Phía trước đây, xung quanh đây thì toàn là vườn. Thì hôm nay mình sẽ tìm đến ông Hai để mà coi về biệt tài của ông. Trong cái quá trình hôm nay tìm đến đây thì chú Hai đang ngồi ôn lại những cái bài đàn của mình. Dạ con chào chú Hai. Dạ chú Hai, đờn năm nay nữa là bao nhiêu năm rồi ha chú Hai ha? Tôi năm nay 70 tuổi, đờn hồi 26 tuổi. Đờn 26 tuổi. Tính ra là cũng mấy chục năm rồi, 44 năm. Nhưng mà trước đây là chú đam mê đờn hay sao? Đam mê, đời tôi đam mê hồi tôi bị mất cánh tay. Mất cánh tay nghĩ rằng cuộc đời của mình đó là phế nhân rồi, không còn hy vọng đường nào nữa. Nhưng mà có một cái là tôi đam mê cái đầu ngồi hồi cái lúc tôi còn nhỏ, lúc còn cánh tay á chú, lúc còn cánh tay. Dạ. Mà mất cánh tay rồi tôi cũng đam mê được rằng càng nhiều hơn nữa, tôi phải tập luyện là làm sao mà đờn cho bằng được. Ban đầu tôi chỉ khải một ngón, đánh một ngón, rồi sau từ từ luyện với mới dùng hết bốn ngón. Luyện cũng lâu lắm, cũng phải khổ luyện cũng khoảng 5-6 năm à. Là có thầy nào chỉ chú không? Thì đời chỉ được vài bấm từ chữ bấm từ ngón vài chữ rồi còn sao nó mới luyện hết bốn ngón. Đó. Nhưng ông thầy hồi đó thì ở đây hồi đó có cái phong trào đời ca tài tử, mấy ông chơi, mấy ông người lớn chơi đâu thì tôi theo đó, theo để học hỏi, rồi mình ao ước sao mà mình làm rồi cho được như mấy ổng, đời được như mấy ổng rồi đó. Ở đây hồi đó có nhiều ông nghệ nhân đời cũng hay lắm đó, mấy ông uống nước trà hồi đó mấy ít ăn nhậu lắm, ít nhậu nhẹt, uống trà thôi. Khi mà nghỉ đời ca mới nghỉ uống nước trà rồi mới để cái đời xuống, rồi tôi lại tôi chụp cái đời tôi vào rồi tôi bấm từ ngón lần đời từ ngón này. Cái gỗ ông nói tại mày ham mày làm chứ mày đờn không được, tao hai tay này tao làm mày làm sao được. Cái chừng một thời gian cũng dài, cách vài năm tôi làm rồi được hơi nhận dần rồi mấy ông mới ngạc nhiên, trời ơi tao tưởng đâu mà mày làm không được mà mày làm cũng được chứ. Một đầu từ đó tôi mới đi theo cải lương, đi theo đoàn hát, rồi cũng nhờ anh em nhạc sĩ đoàn hát đó, hướng dẫn bài bản, rồi hướng dẫn cái nó đúng ra là mấy ông đờn tới đâu là tôi đờn miệng theo tới đó đờn miệng, rồi từ từ tôi lấy ra chứ có ai đâu dạy đờn một tay. Vậy là chú nghe với đờn miệng chú cảm ơn. Tôi mò mò ra thì chú khoảng bao lâu thì chú sẽ thành thạo? Mất cũng khoảng 8-9 năm 9-10 năm là thành thạo bài bản đó. Mình đi đờn cho cái đoàn gánh hát, cho nghệ sĩ ca được. Dạ. Công nhận phải nói là kỳ tài, chúng là chú đúng là kỳ tài. Kỳ tài thật. Thank you.
quá. Đoạn khúc Lâm Giang. Đoạn khúc Lâm Giang. Lâm Giang. Đoạn khúc Lâm Giang. Dạ. Thiệt. Hồng ngơi rồi đó he chú ha. Đó,